Đâu hả? Dạ, con có hẹn với Tito qua nhà bự chơi đó mẹ. Vậy hả? À, mà nè, sao con không ăn hết trái cây đi rồi hãy đi? Con ăn không hết đâu, con ngán rồi. Mày bỏ giùm con đi. Nào con, ăn nhiều vô chút đi con. À, tới giờ phim hoạt hình rồi. Con đi coi đây. Không được, con phải ăn cho xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Dạ. Tập phim hay như vậy mà bị mất khúc đầu. Ba mà không bắt mình ăn hết cơm là mình coi được rồi. Mà sao ba mẹ là cứ bắt mình ăn hết rồi ăn vậy? Ăn không hết thì bỏ thôi, lo gì. Thôi, buồn ngủ á. Tính sao vậy? Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Đốm, con ở đâu? Mau trả lời ba mẹ đi Đốm ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Được rồi, mình phải cố gắng ra ngoài thôi. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở trên đây nè. Cứu ba mẹ với Đốm ơi. Ba mẹ có sao không? Tại sao nhà mình lại thành ra như vậy vậy? Ông là ai? Ta là thần nông đây. Ta chính là người đã tạo ra rau củ cây trái cho các người ăn đó. Hả? Thần nông? Chính nông đã gây ra những chuyện này sao? Chính là ta. Ta mang cho các ngươi biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Nhưng ngươi lại phung phí. Ăn thì bỏ thừa, bỏ hết đồ ăn ta tạo ra. Ta rất là phẫn nộ. Thần nông ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà ba mẹ con không có bỏ đồ ăn. Ông tha cho ba mẹ con đi. Bây giờ ta tha cho ba mẹ ngươi cũng được. Ngươi phải làm xong một việc. Dạ, việc gì vậy thần nông? Con sẽ cố gắng làm được mà. Ngươi có biết trong cái giếng này là gì không? Dạ, dạ không. Nhưng nó kinh khủng quá. Đó là đồ ăn mà bao nhiêu lâu nay ngươi đã bỏ đi đó. Bây giờ ngươi ăn hết nó thì ta sẽ tha cho cả nhà ngươi. Không à. Đã bỏ phải kêu mình ăn hết thì không phải như vậy rồi. Nhiều lời, con muốn cứu ba mẹ ngươi không thì bảo. Không biết rồi, con sẽ ăn mà. Chỉ là giấc mơ thôi sao?